Ok. Thì anh cũng biết tại sao lý do anh lại được đứng trên này. Thật sự khi kết thúc cuộc thi này anh cũng không biết là cái tương lai và cái vị trí đến chỗ mấy nữa. Nhưng mà nói chung là có một sự may mắn và cũng như là sự cố gắng của anh nên hôm nay anh đã đứng lên đây. Cũng thật sự là rất cảm ơn Tâm, Trúc cũng như là anh Dương cũng như là tất cả các bạn support để có một cái chương trình như ngày hôm nay để mà anh em mình có thể là cùng mạnh với nhau và cùng những chia sẻ và cũng có những cái lời hay để nói ra. Trời ơi! Bao nhiêu công sức của công nghệ đúng không? Bây giờ mới nói sao ta? Cầm cái mic luôn nè. Buồn thì mình không có buồn, nhưng mà mình cũng muốn chia sẻ thêm một chút ít. Ngay ngày đầu cái chương trình này start á, mình không có thân thủ thật là mình không có hào hứng cho lắm. Và sự thật là mình cũng là người mà gửi information lâu nhất. Nhưng mà Cường thì vậy, nhưng mà những người xung quanh Cường á là cực kỳ hào hứng với cái chương trình này. Và cũng là chính là những người mà giúp cho cái kết quả của Cường đẩy được, ít nhất là đã được top 2. Đó là hoàn toàn nhờ những người xung quanh Cường, và những người đó cũng kéo Cường theo cái phong trào luôn, làm cho mình cũng háo hức và cũng tích cực tham gia. Có thể là những người đó không có ở đây, nhưng mà Cường cũng muốn nói là rất là cảm ơn tất cả. rất là nhiều. Vậy rồi, cảm ơn luôn. Thì trên Cường là có một rất tiếc là có một Bằng Dũng, nhưng mà vẫn không có vì bạn của mình nên có không có dự cái chương trình đúng giờ. Thì mình rất là mong gặp Dũng, hy vọng là bạn ấy có thể về kịp giờ. Cảm ơn anh Dũng ơi, em có nghe thấy gì không? Chương trình của chúng ta đang được livestream, cho nên là có thể em hy vọng là anh Dũng đang xem cái chương trình này. Không có anh xạo. Không có anh xạo. em hy vọng được đứng chân cho chương trình. Rồi có được bạn Hoa ha. Từ từ tỉnh em, chị chưa có hỏi. Đây là thí sinh đã tạo ra rất là nhiều bất ngờ cho ban tổ chức. Từ ngày thứ nhất, ngày thứ hai thì không đề luật đó, thì không ai biết được Khoa là ai. Nhưng đến ngày thứ ba thì đã Khoa đã đề luật là tất cả. Khoa có cái nhiệt danh đó là dễ thương, đó là Khoa Beo. Không biết là cái là Tâm đang thắc mắc là tại sao mọi người đặt tên cho Khoa là Khoa Beo vậy? Thật sự thì người ta, mọi người được gọi Khoa là Khoa Béo, nhưng mà đặt tên Béo cho nó tay là Khoa Béo. Đúng, tay fashion cũng là một trong những tiêu chí của Nam Vương đó mọi người ơi. Rồi bây giờ Khoa có chuyện thân thỉ nha. Đầu tiên Khoa xin chào quý ban ban giám khảo và quý khách mời và toàn thể các bạn Nam Vương tham gia cuộc thi này. Đầu tiên Khoa xin phát biểu về cái cảm nghĩ của mình về cái chương trình này. Nói chung là hôm nay Khoa rất là vui bởi vì Khoa đạt được cái top trend và cái số liệu mà bình chọn nhiều nhất. Nhưng mà thực sự Khoa rất là buồn bởi vì Khoa đã cút xuống dưới rồi trong cái thời gian rất là ngắn, khoảng 30 phút thôi. Cái tiếp theo là nói chung Khoa cũng cảm thấy mình rất bình thường, tại vì lúc mà mới phát động phong trào là Khoa đã có trong tay những cái gọi là cái chiến lược. Đó, chiến lược mà Khoa đã làm ra những cái chiến lược là hai ngày đầu Khoa im lặng để cho mọi người và khán giả và tất cả mọi người là có một cái sức là lôi cuốn rồi hồi hộp đó. Thì cái Khoa chia sẻ là cái lợi thế của Khoa thứ nhất đó là mặt dày, cỡ nào đi làm thì người ta để lại đó. Cái thứ hai là gọi là bạn bè rồi dòng họ mình đông sợ ai. Còn cái thứ ba là cái lượng
cái lượng fan và vendor của mình rất là nhiều. Cái lượng fan đó rất là nhiều. Nên hôm nay mình thật sự là ngày hôm nay thì mình xuống Na San và trong khoảng thời gian là 11:30 đến 12:00 là mình đã vận động mọi người ở trên văn phòng. Và lúc đó một Na San á là có một cái phong trào rất là gọi là sôi nổi luôn. Mọi người đều đứng dậy like cho mình. Nên lúc đó là được tặng mình rất là nhiều và rất là vui. Thì hôm nay thật sự là mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã tổ chức cái cuộc thi này. Rồi cảm ơn ba thí sinh. Và bây giờ là tới phòng